cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Alo, anh nè. Được rồi, nghe lời anh đi. Bữa nay anh bận rồi, ngày mai ngày mai anh qua em nha. Thôi ha. Trời ơi, gì ghê vậy? Nửa đêm nửa hôm nói chuyện điện thoại, không ở trong nhà nói, ra ngoài đường nói chuyện. Biết rồi, ngày mai anh qua nha. Thôi, không lẽ... Thôi, trời ơi, phải đi nói với bà chủ mới được. Đúng, đúng, chết cha, lỡ mà nói mình đâm chọt rồi sao. Mà giờ không nói, nặng cái bụng sao chịu nổi. Chết rồi bà chủ ơi, chết rồi bà Hoa. Nhỏ kia. Dạ. Sao tối không vô nhà ngủ? Dạ. Hả? Mày ra đây mày đứng mày làm gì đây? Mày rình gia đình tao hả? Để mày về mày nhiều chuyện với lại cái bà bên kia hả? Hả? Hay là quăng rác qua nhà tao phải không? Phải không? Cái gì vậy? Sao khóc? Sao khóc vậy? Bà đừng có nói nữa, bà đừng có nói nữa. Ủa tao nói gì đâu? Bà nói nữa con thương bà lắm. Ủa trời đất ơi, làm sao? Nói gì không hiểu vậy? Gia môn bà bất hạnh quá. Ê mày làm gì mày khóc giống như này, gia đình có tan nha mày. Sắp có rồi đó, sắp có rồi. Nè nè nè, đừng có trù bậy bạ nghe chưa. Bà ơi. Cái gì? Con tâm sự với bà chút xíu nha. Thì nói đi, mày làm gì thấy ghê vậy? Bà ơi, con đồng cảm với bà rồi, con hiểu bà rồi. Có gì bà cứ tâm sự với con đi, mình đừng có giấu trong lòng như vậy. Mày nghe đừng có nhiều chuyện nghe, tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày chi? Con biết hết đó, tại vì bà giấu con thôi. Bà chuyện gì vậy? Ở nhà chú là dạo này lạnh nhạt với bà lắm phải không? Ủa làm sao trời, nhỏ này. Bà đừng có giấu con nữa, mặt bà là bà giấu con nè. Bà giấu con, bà đừng có giấu con, biết hết mà rồi. Mà chuyện gì? Thì đó, cái chuyện đó đó. Chuyện đó là chuyện gì? Bà rời anh đầu bà đi. Đó, bà thấy chưa? Cái gì vậy? Bà thấy nó cộm chưa? Cộm gì? Cộm chưa? Nói điên quá. Đó, nó cộm cộm rồi đó. Con đứng đây con thấy nó cộm lên đó mà. Làm sao? Đó, cái đầu mới sắp mọc hai cái sừng rồi đó. Mày nín nha, mày nín nha. Tao là con người chứ không phải là thú vật mà mọc sừng nha mày. Mà đừng có giấu con nữa, mà đừng có giấu con biết hết rồi. Mà biết cái gì trời đất ơi, cái con đó, này. Có cái chuyện đó đó. Ông võ đó, ông có đó. Minh. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Tôi đang ngủ mà. Cái gì vậy? Ăn trái cây nè Minh. Thôi giờ này cũng mệt, cũng nghỉ miếng cây kia kìa. Ê, bà đi. Bà khùng hả? Con nó xuống nó thấy bây giờ bà làm gì vậy? Không thấy rồi. Thôi thôi, để tôi đừng ăn, tự ăn được rồi. Thôi. Ăn nè, con cần cảm. Thôi biết rồi, lớn rồi. Ăn vậy con thấy thì nó mở rồi. Thôi thôi, cho ăn đi, ăn đi. Kìa. Ren. Ủa sao tự nhiên đồ con kính đáo đâu mà nó mặc ren chứ vậy? Nó mặc ren hả? Ờ. Nó cởi ra. Bày đi. Bà cởi ra lỡ ông tiền điện vô đóng tiền, cái tiền điện mình tăng nữa đó. Quá. Cái gì vậy? Mà làm cái gì vậy? Ôi.
Tôi lại bà đừng làm cái nó thấy bây giờ. Thấy cái gì? Trời ơi, ngày xưa mình nhìn nhau 3-4 tiếng được mà. Thì hồi xưa còn trẻ nhìn được, cũng giờ già quá mà nhìn cái gì nữa. Bây giờ có con có cái hết rồi mà. Hey, thôi. Trời ơi, không vui vui làm cái gì? Ông làm cái gì? Tôi hỏi bà có. Tôi hỏi ông thì có. Sao vậy? Ông nó nghe dạo này tôi thấy khác lạ lắm đó. Tôi làm gì đâu khác. Chắc là ở ngoài lén phén gì rồi phải không? Mày bà lén phén cái gì? Bà ghen quen ẩu ghen tả. Tôi có quen biết ai đâu mà lén phén. Chứ nãy giờ làm vậy mà không có một cái chút gì. Chút gì cái gì cũng biết. Nói bà, tôi với bà vậy đâu phải còn trẻ như hồi xưa đâu. Thời thanh niên đâu mình này nó tình cảm tình tứ. Giờ lớn tuổi con cái hết trơn rồi. Nó lớn rồi, nó gặp nó thấy nó cười mình bây giờ. Mới... cười gì cười? Thì đâu có ai ở nhà đâu. Cái gì vậy? Đó nè, bắt đầu em thấy rồi, bây giờ lên nè. Phải không? Nè, giật là em hiểu rồi đó. Điện thoại rung. À, điện thoại à? Ai gọi điện thoại à? Ai vậy? Em ai mà gọi mất lịch sự vậy? Alo. À, rồi. Chiều anh qua ha. Gì vậy? Hẹn ai chiều qua vậy? Alo, ai vậy? Ai gọi cho chồng tôi vậy? Sao giờ này gọi mất lịch sự vậy? Biết cái giờ này giờ người ta nghỉ trưa không? Biết phải tế nhị chứ mà biết người ta có chồng có vợ có con còn phải mà đều đâu muốn gọi lúc nào gọi đâu cà chớn hả? Biết mặt tôi à, đừng có gọi lúc này nữa nghe chưa? Ai vậy? Nó cúp máy rồi, gọi lại em chửi nó lần nữa coi. Trời đất. Trời ơi. Đang quẹo cua hả? Ừ thôi đang quẹo cua tập trung quẹo đi, đừng nghe điện thoại, lỡ quẹo té chết khổ nữa à. Rồi lẹ ha, anh đứng anh chờ nghe. Ba nghe em chịu hết nổi rồi, tao tức quá, để tao ra tao quấn này. Ê đâu có được, đừng phải từ từ. Cái gì phải từ từ chứ, nó tới. Con gian phụ kìa. Rồi dựng xe đi em. Tự rồi. Bút mới chưa? Tới rồi đó ha. Dạ. Mệt ha. Bả đục chơi mày nè. Bả làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Bả làm cái gì vậy? Quánh nó chứ làm gì? Làm gì quánh ta? Cái gì mất nết? Mất nết cái gì? Trời đất ơi, ông nghĩ sao ông cặp với nhỏ đáng tuổi con ông vậy? Trời đất ơi, trời con kia mày là ai mày? Giao bánh gì? Nó là người giao bánh. Nó giao bánh. Giao bánh chi? Tôi mua bánh, nó đem là nó giao cho tôi. Tự nhiên mua bánh nè. Kiếm chuyện giả bộ nói mua bánh nè. Tụi mày nói gì lúc tao cũng được hả? Trời ơi, con này sao mày không minh ra mình làm gì mày đánh tao hoài, sao tao đánh nó? Trời ơi, bà vừa thôi. Bà không biết gì dân mà làm tầm bảy tầm ba người ta cười mình bây giờ. Cười gì? Đâu có thứ mà ăn dụng vậy mà. Ăn dụng rồi nào? Không có đâu. Bảy tầm ba, bà bình tĩnh nghe tôi nói nè. Cái cô này là bán tiệm bánh nó gần cơ quan tôi đó. Tôi biết bà là bà thích ăn bánh phô mai. Thành ra tôi mới đặt cổ đem bánh phô mai lại cho tôi. Biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Ngày sinh thần của bà đó. Trời ơi, ngày sinh nhật của mình mà cũng nhớ nữa. Nhật em chứ còn gì nữa. Tôi đặt người ta làm bánh mấy bữa nay rồi, dành cho bà cái sự bất ngờ. Ai về đâu bà chưa gì hết mà nghĩ tầm bậy tầm bạ. Làm chút xíu nữa là tôi xấu hổ rồi thấy không? Đó, anh nói gì nói đó trước nghe em. Dạ đúng rồi, con bánh giao cho chú con. Cảm ơn. Cảm ơn con. Đánh lộn không? Lộn gì lộn? Nghe lời ai mà nói mà đánh ghen tôi vậy? Hiểu lầm thôi mà. Nghe đó. Con này nè. Mày thấy không? Thấy gì mày? Ấn tượng không? Ấn tượng cái gì? Chú làm dấu ấn trong sinh nhật bà đó. Dấu ấn cái gì chứ? Chút xíu mày thấy ông xuống sát là tao đánh người ta rồi đấy chưa? Mày riết rồi mày ở với chủ mày, mày giống nó quá trời quá đất à. Mày qua đây mày thấy không, mày làm cho gia đình tao tan nát. Đi về mày. Ấn tượng thôi. Ấn tượng cái gì? Thôi đi bà ơi. Bây giờ tôi năn nỉ với bà nè. Hôm nay là cái ngày sinh nhật của bà. Bà làm ơn bà hiền dịu, bà thùy mị, bà nhẹ nhàng chút giùm tôi được không? Dạ được. Nè, chúc mừng sinh nhật của bà. Happy birthday. Thank you ông xã. Thương ông xã quá trời ơi, đất người vậy đó.